đây cả nhà, cái xe ốc ở trên đường Nguyễn Tri Phương, ốc hấp xã. Thì ốc ở Sài Gòn thì rất là nhiều, nhưng mà cái xe ốc này rất là đặc biệt, đi ngang qua một cái là nó kêu mình lại, cái mùi nó rất là thơm, nó mùi hấp xã thơm lắm, thơm lừng cả cái một cái đoạn đường luôn. Hồi nãy đi ngang qua mà thấy thơm quá. Ngoái đầu lại đây cả nhà thấy coi nè, ốc thì trang trí rất là đẹp, mấy anh trang trí rất là đẹp luôn, khói bốc nghi ngút luôn, và ảnh có bỏ xạ bỏ chanh đó, cho nên thơm lắm, thơm cả cái một cái đoạn đường bên dưới thì ảnh đun nước cho nên là ốc rất là nóng. Đây thì có ốc nhung, ốc hương. Anh cái ốc này là ốc tỏi hả anh? Dạ, ốc nhung, ốc hương, ốc tỏi, ốc bưu. Và hình như là cái này là ốc lùa đỏ anh hả? Dạ. Ốc rung, ốc gai. À có ốc gai to nữa đúng không anh? Dạ, ốc gai đó bán theo con hả anh? Được ký 150 em. Được ký là 150 ngàn. Đó, cả nhà thấy không? Ốc sôi nghi ngút luôn nè. Ít món lại rồi hả? 14 món. Dạ, 14 món anh ha. Mâm ốc tới 14 món luôn cả nhà. Tất cả ốc này là bán theo ký hết anh ha. Dạ. Như cái này là phần 50 này. Cái này anh vô túi ni lông sẵn hết rồi anh ha. Cái này là về ăn thôi hay là có cần phải hấp lại không anh? Nếu mà ở xa thì về hấp thì có nóng thôi. Dạ. Nhà là nóng hết rồi ha. Cái này có ốc gạo nè. Có ốc gạo, gắn lụa đỏ, rồi sò lông, nhân gian, rồi có lụa xanh. Dạ. Ốc ngự, ốc gai, ốc nhung, ốc tỏi. 14 loại ốc tất cả. Có cái 16 loại. Ồ, 16 loại luôn. Dạ. Đó, thì dạ. Đây có cà na, có đồ đầy đủ anh ha. Dạ. Cái này là chị chủ yếu là ốc là thiếu, không có bán ghè bán đồ đúng anh? Dạ. Hình như là 5 giờ là anh ra hả? Dạ, 5 giờ anh ra anh bán chỗ dạ, hết sớm về sớm. Có khi 2-3 tiếng anh ha. Có khi 9 giờ hết, có khi nếu mà trễ lắm anh có 10 giờ anh dẫn rồi. Dạ. Anh bán ở chỗ gần bên hông bệnh viện Nguyễn Tri Phương á cả nhà. Nên trên đường Nguyễn Tri Phương luôn. Anh mấy ốc này là anh hấp lên với xả với chanh thôi, bây giờ về là phải chấm nước mắm anh ha. Đúng rồi. Dạ. Ốc biển. Cái loại nào là ốc biển anh? Mấy con này là biển hết, còn là ốc bưu rồi là của mình là ốc sông ha. Đây là những cái con ốc biển này cả nhà. Anh trang trí rất là đẹp luôn. Mấy anh chàng mà và làm ốc nhưng mà trang trí chiếc xe ốc rất là đẹp luôn. Là 2 tiệm luôn hả? Dạ. Ốc anh Khiêm bên Bình Thạnh hả anh hả? Hay là quận 11? Quận 11 ha. Dạ. Anh nói là có thêm một tiệm bên ông Khiêm của quận 11 nữa, cũng là bán ốc này luôn. Hồi trưa là anh có bán buổi sáng nữa hả anh? Không, không, anh cứ bán sáng nhà. Dạ, bán sáng mấy nhà? Bán nhà, khách tập giáp vô nhà anh thì bán. Dạ. Sáng là 10 giờ là có ốc rồi. Dạ. Cái ốc hấp này, ốc hấp xạ thôi chứ không có tên nữa anh hả? Anh ốc hấp xạ tên Quang. Anh Quang vậy thôi hả? Dạ. Ốc của anh Quang rồi nè. Chứ không có dịch đó. Sớm dạ. Là giờ hết rồi, xong rồi từ 7 giờ đến 9 giờ là dạ. Cái này là giờ bán mang đi thôi chứ đâu có ngồi ăn anh ha. Dạ, cho nên là theo cái tiêu chí mà phòng dịch đó. Dạ. Dạ. Ông bốc hơi nghi ngút luôn. Con ốc nhung này là mắc tiền nhất hả anh? Ốc nhung này nè. Nói chung anh bán là sao cả giá, chứ không thể nào nói giá được. Nói chung là cái con nó không có lẻ, chỉ có cái mắc chứ.
Về hôm nay ốc tỏi là bao nhiêu ký? Thì có cũng vẫn bán nữa, 150 luôn. Nhưng mà nó độc giá với nhau. Nhưng mà năm cái loại đã có biển là bán độc giá với nhau. Dạ. Cái giá thì nó cái mắt cái cây rẻ. Rồi. Xem lại cái giá nó. Nhưng mà mấy con biển này giờ đều là cứ 150 ký hết hả? Dạ. 150 nửa ký hả? À là 1 ký 300 ngàn. Dạ. À, ăn ăn bao nhiêu thì cân bấy nhiêu. Toàn ốc sống ha. Dạ. Tươi hết cả nhà. Anh mấy cái ốc này về có cần hấp lại không hay là ăn thôi anh? À, nếu mẹ muốn ăn nóng thì em hấp lại. Nấu nước sôi thôi rồi quăng cho nó nóng rồi anh lấy ra ăn. Cái này là có nước chấm rồi cho sẵn hết luôn anh á. Dạ. À, mọi người mua về là có nước chấm rồi hết rồi, chỉ việc đổ ra ăn thôi, khỏi phải làm nước chấm. Đây những con ốc của ảnh ở đây rất là to, ốc biển ở đây rất là to luôn. Hello.
Chị đã mua gì anh? Mua 10.000 à? Mua 10.000 hả? Mua 10.000 bán cho nó bán được lỗ rồi. Dạ.